Clip hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến các bác một số mẫu đồng hồ nữ chạy pin nhé. Mẫu đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác là mẫu số 76, có giá là 2.800.000 của T-shirt ạ. Đến từ Thụy Sĩ ạ. Size mặt của em nó là 32 ạ. Đồng hồ nữ nhé. Chiếc tiếp theo là số 77 có giá là 400.000. Đến từ Japan của Nhật ạ. Xem mặt 20 ý. Kiểu dáng nhỏ nhắn này. Số 78 một em đến từ Japan của Nhật. Số 550.000. Em dây da Senko 550.000. Size mặt 30 ạ. Tiếp đến là số 79. Một em Buluva có giá là 1.950.000. Mặt vàng của Thụy Sĩ ạ. Size mặt 32 ạ. Tiếp đến là số 80 của Nam, có giá là 550.000. Size mặt là 34 ạ. 81 có giá là 250.000 của nữ. Của Nhật ạ. Size mặt là 24. Tiếp đến là số 82 có giá là 800.000 của Enrin. Size mặt là 39 ạ. Đến là số 83 400.000 nhé. Của nữ. Của Nhật ạ. Size mặt 18. Có giá là 400.000 nhé các bác nhé. Số 83. Đến số 84 có giá là 450.000. Mặt bằng ngọc trai. Mặt bằng khảm trai. Khảm trai đính đá.
size mặt 32, số 85, có giá là 750k của nam. Size mặt 40. Tiếp là số 86 của nữ, có giá là 400k của Nhật. Size mặt 19, tiếp đến một con của Nhật, đồng hồ nữ số 87, có giá là 450k. Số 87 có giá là 450k. Tiếp đến là số 88, có giá là 550k của Nhật ạ. Size mặt 26. Tiếp đến là em số 89, có giá là 500k của nữ, dây da. Số 89 500k. Số 90 có giá là 600k. Mặt vàng của đồng hồ Senko của nữ, đến từ Japan. Size mặt 23. Tiếp đến một em của nam số 91, có giá là 750k. Size mặt là 37. Bác nào mua hàng liên hệ em Thảo 0822 28 1999. Em xin cảm ơn ạ.